Cặp đôi Luân Hải Phòng đang dẫn trước 6-1 cặp đôi Phương và Hiền Diệu trong set đấu thứ 3. Trên số 4, đôi nam nữ cộng 71, Trung Thuyết câu bộ Tây Đô, Quang Oanh câu bộ Thông tin Bắc Giang điều hành trận đấu của tài chính Văn Huế. Của vận động viên Giang có điểm H. Điểm số 12 Bắc Giang giao cầu. Tay vợt nữ đang phát cờ như là chị gái ruột của Vũ Thị Trang. Thủ cầu lỗi. Điểm số 4 đều. Trận đấu thứ 3 rất hay. Thế lô ốc Hoàng Vlog không có Nam Định thì phải em ạ. Có Hà Mizuno có đánh nha anh ơi. Em đang cặp đôi Luân Hải Phòng đang dẫn trước 6-1 cặp đôi Phương và Hiền Diệu trong set đấu thứ 3. Trên số 4, đôi nam nữ cộng 71, Trung Thuyết câu bộ Tây Đô, Quang Oanh câu bộ Thông tin Bắc Giang điều hành trận đấu của tài chính Văn Huế. Ngọc Triệu tay vợt Việt Nam người màn hình chúng ta đi. Chuẩn. Thủ tay quá tốt. Rất đáng tiếc của tình huống đặt cầu không qua lưới của một động viên Hải là cặp đôi đến từ Bắc Giang set đấu trước đã giành chiến thắng rất dễ dàng với điểm số 21-12. Hello Tiến Khổng Lồ, hello Nhật Hào, hello. Hai cặp đôi là như được đánh giá là mạnh nhất giải đấu này, cặp đôi nam nữ. Tôi chỉ sợ rằng trong năm nay sẽ không có cặp đôi nào có thể cản phá họ. Lần thứ tư đang qua ngôi có lời mời đến từ Hiệp Hòa. Đội điểm 72 cho Bắc Giang. Hello Nguyễn Tuyết. Hưng Yên không có ai em ạ. Nếu mà Hưng Yên có người thì chắc là họ cũng đánh cho đơn vị khác. Vâng, rất là Ngọc Triệu nhìn thân hình rất béo, nhìn nhiều người bảo là bạn ấy chắc uống bia khỏe lắm. Thế rõ ràng Ngọc Triệu chạy cũng rất là bon, bao sân cực kỳ tốt luôn. Đấy, quá tốt. Liệu còn cơ hội không đây? Mình nghĩ rằng cái cách mà rất đáng tiếc. Đôi bên kia các bạn ơi, nhưng mà vô địch giải chính Văn Quyền. Bàn lưới rất hay từ chị Yến, chị gái ruột của Vũ Thị Trang. Có Hải Phòng nhá, Hoàng Nhật Khánh ơi. Hải Phòng giải đấu này đánh rất đông và hiện tại thì đang sau lưng anh đây là một trận đấu của đại đơn vị Hải Phòng. Và hiện tại thì cặp đôi của Luân Hải Phòng trận đấu thứ 3 đang dẫn trước điểm số 17-6 rồi. Còn vô địch được hay không thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi giải đấu thôi. Và nếu như các trận đấu bắt đầu vào hãy tiến hành livestream nhỉ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với trận đấu thứ 3 nào. Điểm số 12-16 Bắc Giang giao cầu. Pha cầu vừa rồi là quá khó. Phần đồng của lông phong trào Trần Ngọc Triệu vẫn còn. Đây là một pha cầu rất hay. Cảm ơn nhá. Rất khéo léo. Chiến thắng cho Bắc Giang. Cầu ngoài sân rất đáng tiếc ạ. 18-12 cho cặp đôi Fly Power. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với video ngày hôm nay của Hùng. Trong video ngày hôm nay thì Hùng sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm thiết bị bảo vệ để hỗ trợ cho tập luyện và thi đấu cầu lông. Và tin rằng nếu mà mọi người sở hữu cho mình cái thiết bị này thì một là nó sẽ giúp cho mọi người rất nhiều trong quá trình di chuyển trong bộ môn cầu lông, cái thứ hai là giúp cho mọi người tỏ ra là rất là chuyên nghiệp, nhìn mọi người rất là cực kỳ phong cách và tự tin khi ra sân luôn. Nói đây có lẽ là một số anh em đã biết Hùng nói đến cái gì rồi. Ok, hôm nay Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người cái thiết bị bảo vệ, đó là bó bắp chân. Có hai loại là loại thường và loại cao cấp. Loại cao cấp thì trước bên Hùng cũng có, bên Hùng mới về. Đó, thì đây là loại cao cấp. Còn đây là loại bình thường, chắc là anh em cũng không lạ loại này rồi. Nhiều video Hùng đã giới thiệu rồi, nhưng mà bạn nào chưa biết thì có thể tham khảo. Bó bắp chân thì nó có tác dụng, cái thứ nhất đó là nó giúp cho mình chống căng cơ và chống chuột rút trong cái quá trình di chuyển, đặc biệt là trong thi đấu cầu lông đơn nam. Vì trong thi đấu cầu lông đơn nam thì cái cường độ chạy rất là cao và chúng ta phải liên tục thay đổi vị trí khiến cho cơ chân chúng ta rất là dễ bị căng. Và nếu mà gặp đối thủ mạnh hơn và họ có cái thiên hướng là họ điều cầu tốt và chúng ta phải chạy nhiều thì cái việc mà chúng ta bị chuột rút là rất dễ dàng xảy ra. Bởi vậy mà bó bắp chân giúp chúng ta hạn chế căng cơ và chuột rút một cách tối đa. Tiếp theo nữa đó là bó bắp chân giúp cho chúng ta chuyên nghiệp hơn trong phong cách, chuyên nghiệp hơn trong cái trang phục và đặc biệt là khiến chúng ta tự tin hơn. Tự tin hơn cũng khẳng định luôn rồi, chúng ta sử dụng và khi ra sân mình đeo bó bắp chân dường như mình cảm thấy nó thực sự là nó tự tin hơn rất là nhiều. Và cái yếu tố thứ ba là cực kỳ quan trọng, đó là bó bắp chân, nó bó chắc bắp chân của chúng ta, giúp cho cái việc của chúng ta di chuyển nó nhanh hơn, có nghĩa là nó hỗ trợ tăng tốc độ di chuyển của chúng ta lên khoảng 5-10%, khoảng 5-10% tối đa. Và như mọi người cũng thấy ở rất nhiều các giải đấu cầu lông khác nhau thì cực kỳ nhiều vận động viên cầu lông của thế giới họ đã sử dụng, từ vận động viên chuyên nghiệp của Việt Nam, ví dụ như Nguyễn Thị Linh hoặc Phạm Cao Cường hoặc một số vận động viên khác. Ngoài ra thì ở quốc tế thì có rất nhiều vận động viên của Malaysia, của Hàn Quốc và của Trung Quốc cũng đều sử dụng bó bắp chân. Thậm chí Lee Chong Wei cũng đã từng sử dụng bó bắp chân. Mọi người có thể các bạn gặp, hoặc là rất nhiều vận động viên đặc biệt là của tuyển Trung Quốc, tuyển Hàn Quốc, mọi người thấy họ sử dụng rất là nhiều. Đấy, thì nên là cái bó bắp chân này nó không còn xa lạ gì mọi người cả. Thì bây giờ mình bóc ra cho anh em xem, đây là loại bó bắp chân loại thường. Ok, đây là loại bó bắp chân loại thường. Chất liệu thì nó không tốt bằng loại cao cấp. Đây thì chiều sỏ đây, sỏ vào chân theo chiều này, rất là ôm chân. Nên đặc điểm của bó bắp chân này, cái điểm yếu của cái sản phẩm bó bắp chân này nó là nếu mà dùng nhiều thì nó sẽ bị sờn vải. Mọi người hiểu không? Điểm yếu của nó là bị sờn vải, đặc biệt là những cái điểm nối giữa cái phần màu đen và phần màu xanh này, cái điểm đây, cái đường này thì thời gian sử dụng nhiều thì nó sẽ bị sờn ra một chút, sờn ra nhưng mà cũng không vấn đề gì. Đấy, ông sẽ lột phía bên trong mọi người xem. Đây phía bên trong thì đây là các cái chỉ may các thứ của nó thôi. Đây là các nó sử dụng các cái sợi co giãn nha mọi người, các cái sợi màu trắng này. Mọi người có thấy các cái sợi màu trắng này không? Đấy chính là các cái sợi co giãn có thể đàn hồi. Đấy, nó là sợi co giãn giống như kiểu cao su ấy mọi người, nhưng nó không phải cao su nhé, có nghĩa là cái tính chất đàn hồi của nó giống như kiểu cao su ấy. Đấy, thì đây là loại thường. Loại thường thì 120.000 trên một đôi nha mọi người, chưa bao gồm phí ship. Bạn nào mà biết đặt hàng qua Shopee thì bên Hùng đang phát triển kênh Shopee nên là để giá cực kỳ ưu đãi cho khách hàng 100.000 trên một đôi bó bắp chân này. Còn nếu mà bạn mua qua Zalo hoặc Facebook thì giá sẽ là 120.000 nhá. Giá đúng là 120.000 mà bán trên Shopee là 100.000 để tạo điều kiện cho anh em mua với giá tốt hơn. Bởi vì bên Hùng đang tập trung vào phát triển cái kênh Shopee của bên Hùng. Nếu anh em biết đặt hàng qua Shopee thì nó là một lợi thế, bởi vì tất cả những sản phẩm trên Shopee của bên Hùng thì đều được giảm giá hơn so với bán online qua Facebook và Zalo. Đấy. Nếu mua trên Zalo thì mua trên Shopee sẽ là 100.000, mua qua Facebook và Zalo sẽ là 120.000. Nên mọi người không cần phải thắc mắc ạ. Đấy là cũng đã giải thích rất là kỹ rồi. Đấy thì đây, bó bắp đây. Cái này nhăn bởi vì cái quá trình Hùng lấy vào hộp Hùng gập nó không cẩn thận nên nó bị nhăn. Hùng cũng đã sử dụng cái này khá là lâu rồi, Hùng sử dụng cái này chắc phải nửa năm đến gần năm rồi. Nói chung thời gian sử dụng nó cũng cho anh em ít nhất phải nửa năm đến một năm, trong khoảng đấy anh em dùng. Sau một thời gian dùng thì với loại này nhé, thì nó sẽ bị, có nghĩa là dùng nhiều thì nó cũng sẽ bị giãn ra một phần nào đó, chứ không thể mà chúng ta xỏ vào xong rồi nó có thể đàn hồi về như ban đầu được, không thể có cái khả năng đó. Nó chỉ là giãn, không giãn nhiều cho lắm. Đấy. Còn bây giờ là nó còn có màu nữa là màu đen, nhưng anh em không thích màu này thì rất thích với các bạn trẻ, phong cách trẻ trung, thích phong cách trẻ trung và năng động thì màu đó. Còn anh em thích trầm ổn hơn thì màu này. Đấy. Cái này là do mình gặp thôi. Đấy, anh em thích trầm hơn thì lấy màu này. Có rất nhiều các vận động viên, ví dụ như vận động viên Luân của tuyển Hải Phòng hay vận động viên Kiên hay vận động viên gì của người Kiên, vận động viên thằng em thì quen mắt ở bộ công an nó cũng đều sử dụng cái bó bắp chân loại bình thường này của bên Hùng đấy. Hùng nghĩ là nếu mà ngày xưa có loại cao cấp thì có lẽ là mọi người sẽ sử dụng loại cao cấp. Bây giờ thì nó mới bên hãng online mọi người, bên hãng online nó mới ra loại cao cấp. Thì đây là loại cao cấp. Mọi người nhìn thấy nó to hơn đúng không ạ? Nhìn thấy nó to hơn nhưng mà cái độ bám của nó và độ đàn hồi của nó rất là tốt. Hùng cũng đang sử dụng luôn đoạn này nhé, không chèn giò tí nào. Trong bao vượt của Hùng thì có đầy đủ hết, từ bó gối, bó cổ tay, bó khuỷu tay, bó cổ chân xong rồi bó bắp chân, hai đôi không thiếu. Lúc nào cảm thấy cần thiết đeo thì mình đeo, bởi vì trong quá trình chơi cầu lông mình cảm thấy là chân mình hôm đấy, ví dụ như kiểu buổi trưa ăn cơm, không ăn cơm, ăn bún đậu linh tinh, nó đói chẳng hạn, chân tay nó dã rời, chiều đi đánh cầu nó mệt mỏi, thì mình đeo vào cho nó an toàn, nó hỗ trợ lực chân cho mình rất thích cái bó bắp này bởi vì nhìn nó rất là đẹp, đeo vào chân nhìn nó rất là đẹp và chuyên nghiệp. Cùng với đó chất liệu của nó, cái độ đàn hồi cực kỳ cao luôn anh em, độ đàn hồi cực kỳ cao và rất là ôm chân, và nó không bị sờn, chất liệu này nó không bị sờn nữa, mà nhìn nó cũng đẹp hơn. Đấy, độ dão của nó cũng tốt hơn, có nghĩa là nó ít bị dão hơn cái loại kia, ít bị dão hơn loại thường. Đây mặt trong đây rất là có dãnh đàn hồi, ở trên này có các hạt silicon này, mọi người thấy không ạ? Cái này để giúp chúng ta chống trượt, nó bám chắc vào chân hơn, giúp chúng ta chống trượt. Silicon một vòng xung quanh luôn đó. Mà cái này nó còn hít ở chỗ đó là mỗi một bên chân thì nó chỉ cho một túi thôi. Đấy, mỗi bên chân nó cho một túi thôi, một đôi là phải hai bên chân. Giá là 190, loại cao cấp là giá là 190.000 một đôi nha mọi người, 190.000 một đôi. Với cái loại này thì Hùng vẫn để giá trên Shopee và trên Facebook là như nhau, tại vì nó là sản phẩm mới nhưng không muốn nâng giá quá cao. Chúng ta bán ở Facebook bán cái này phải hơn 200, nhưng mà nó là sản phẩm mới nên Hùng muốn tiếp cận nhiều anh em hơn, muốn anh em có cơ hội trải nghiệm hơn, và sau này sẽ có thể nó sẽ có sự tăng giá nhất định. Còn ở trên Shopee thì Hùng không được phép tăng giá, để tăng giá thì bên Shopee họ sẽ cấm cái việc mình đổi giá linh tinh ấy, mọi người hiểu không? Đây, bỏ các chân, loại cao cấp. Đấy thì anh em nào có điều kiện thì có thể mua loại cao cấp là 190.000 một đôi, hoặc là tài chính có hạn thì có thể sắm cho mình một đôi loại thường. Mua trên Shopee thì đều giá 100k. Và bên Hùng hiện tại thì đang có về rất là nhiều móc khóa cầu lông, về móc khóa cầu lông lưu niệm bằng kim loại ấy. Thì anh em nào đặt mua bó bắp chân thì Hùng cũng sẽ tặng kèm cho anh em một chiếc móc khóa cầu lông kim loại trị giá 20.000 nha. Ok, Hùng sẽ tặng kèm mọi người một chiếc móc khóa cầu lông kim loại trị giá 20k cho anh em nào mua bó bắp chân khi xem được video này nha. Xin lưu ý là có thể mọi người sẽ xem được video này sau một thời gian rất dài, ví dụ như 1 năm nữa hoặc nửa năm nữa, có thể cái thời điểm đó bên Hùng đang hết móc khóa thì Hùng sẽ không tặng. Nhưng nếu mà bên Hùng còn móc khóa thì Hùng sẽ tặng cho các bạn một chiếc móc khóa cầu lông kim loại nha, hoặc là các bạn có thể hỏi trước là anh ấy còn móc khóa không, có thể tặng em. Nếu mà ví dụ bên Hùng hết móc khóa thì bên Hùng có thể tặng người chặn mồ hôi cổ tay, hoặc là bất cứ cái gì mà bên Hùng có thể tặng được nữa, bên Hùng còn hàng. Đấy, móc khóa cầu lông rất là đẹp, thích hợp cho làm quà tặng. Bạn nào mà ví dụ như là shop thể thao muốn nhập móc khóa này với giá tốt nhất, rẻ nhất để có thể làm quà tặng, hoặc cũng có thể là để bán cho những khách hàng của mình, thì có thể liên hệ Hùng với giá cực kỳ tốt nếu lấy số lượng nhiều. Bên Hùng nhập với số lượng mỗi lần về hơn 1.000 cái, giá cực kỳ tốt, được Hùng nhập trực tiếp từ xưởng sản xuất của nó, nên là anh em yên tâm là nhập bên Hùng là nhập với giá tốt nhất. Đấy, thế nên là các shop thể thao có thể liên hệ Hùng nhá để được giá tốt nhất. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. À đúng rồi, ở trên cái video này trận đấu ở giải cầu lông vô địch các câu lạc bộ toàn quốc ở Bắc Giang, thì trong video này vận động viên Trung Luân, anh Trung Luân sinh năm 93 tuyển Hải Phòng cũng đã mua và sử dụng cái sản phẩm bó bắp chân loại thường màu xanh bên Hùng. Mọi người có thể dễ dàng quan sát nhìn thấy trong video đúng không ạ? Rồi, cảm ơn mọi người. Kết thúc màn giới thiệu sản phẩm. Hy vọng là cái video này nó không gây khó chịu cho mọi người. Mọi người hãy cho Hùng biết ý kiến của mọi người với cái việc Hùng xem những video giới thiệu sản phẩm vào. Cảm ơn rất nhiều. Hãy để lại comment xuống phía dưới ý kiến của bạn nhé. Xin chào.